Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 11 tháng 9 tại công viên Lưu Hữu Phước đã diễn ra buổi tổng duyệt diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp thành phố năm 2024. Dự buổi tổng duyệt có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan cùng dự. Tình huống giả định của cuộc diễn tập năm nay là tại phòng Hot Lab của Khoa Y học Hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, có lưu giữ thuốc phóng xạ Iod 131, Technetti 9-9, nguồn CS-137, cháy không rõ nguyên nhân. Dự kiến cuộc diễn tập sẽ diễn ra trong 90 phút gồm các bước ứng phó ban đầu tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, ứng phó ban đầu của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, các lực lượng triển khai đến hiện trường ứng phó sự cố, các lực lượng triển khai nhiệm vụ tại hiện trường và kết thúc ứng phó sự cố. Diễn tập năm nay có sự tham gia của Bộ Tham mưu Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Sở Y tế. Sau khi xem toàn bộ các phần ứng phó sự cố, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về bố trí nhân lực tham gia diễn tập, đảm bảo an ninh an toàn trong suốt quá trình diễn ra diễn tập. Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như sự phối hợp của các đơn vị thực hiện diễn tập. Phó Chủ tịch thành phố cũng lưu ý các thành viên tham gia diễn tập phối hợp chặt chẽ thực hiện theo đúng kịch bản, tất cả các bước bố trí trang thiết bị đầy đủ để diễn tập diễn ra tốt đẹp.